chị, chị các bạn thân mến của là mình. Mình cũng hơi khăn tiếng nè. Trời mưa quá trời anh chị các bạn. Xin chào anh chị các bạn lần nữa từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Các bạn thấy mình đang đi trên đường. Mình gặp chiếc xe Lexus LS570. Các bạn biết chiếc xe này ở bên Mỹ khoảng chừng 95.000 đô là dữ lắm. Mà chiếc này ở Việt Nam là hiện nay giá nó là khoảng 500.000 đô la. Dân Việt Nam họ mua chuyện bình thường. Các bạn thấy còn cái đó, còn dân mà Việt kiều ở bên nước ngoài bên Mỹ rồi mua trả góp thấy mẹ. Trả góp, đóng thuế, bảo hiểm, đủ thứ. Các bạn thấy dân trong nước bây giờ nó xài, họ xài xe mà gọi là xe hiệu. Nó cũng vô mà dân mà Việt kiều mà thứ mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ô họp ở bên Mỹ, cứ nói không có cửa nô đo rất thật đi. Tại vì có nhiều tay chống cộng lên mạng nổ a chí a chó thôi, qua xứ người ta cài cái mẹ, ở đâu cũng phải sống, ở đâu cũng phải làm mới có ăn thôi. Nhưng mà cái cơ hội của mình ở đâu mình có được thì mình cứ sống. Ba cái tụi chống cộng ở trên mạng, trên các tất cả các cộng đồng mạng, mạng xã hội Facebook, PowerPoint, Yahoo, tất cả những cái tổ chức chống cộng, quý vị nhìn đi, toàn là những cái lũ gọi là khố gách tháo ôm, khôn nhà dạ chợ. Dân trong nước bây giờ người ta làm ăn thịnh vượng, ai chịu khó, chịu khổ, chịu cực, biết lo làm ăn là cuộc sống. Tôi nói các bạn chắc chiêu là không có gì mà phải đói cả. Còn xe cổ ở bên Việt Nam có nhiều người than phiền mắc gấp đôi, tại vì cái môi trường mỗi nơi nó mỗi khác. Mà dân Việt Nam người ta vẫn mua, người ta sống, người ta sắm đùng đùng. Tôi nói những cái chiếc xe mà chơi mà gọi là hàng hiệu, dân hải ngoại cũng chưa có cửa như dân trong nước nữa. Được một hai đứa thôi ở ngoài hải ngoại, trong nước chàng ơi, cái dàn siêu xe của tụi của họ thôi, một cả triệu đô một chiếc. Mà nó mua thằng thì có mua cả chục chiếc Bentley rồi Rolls Royce, Lamborghini thì Porsche, Mercedes thì loại Maybach, rồi mấy chiếc loại SUV mà loại Mercedes thì GM63 rồi chàng ơi, Hummer chạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy cái bạn lên những thành phố lớn này, chạy hết đường luôn. Còn dân qua Mỹ mua được chiếc Camry ở Mỹ, mà các bạn biết chiếc Camry là loại hạng trung á, mua được về chả đau hí mà cố đau giúp mình giúp mày cài má tía nhìn ra. Và lên mạng thì tối ngày trời ơi, cộng sản á, dân hèn với giặc, Việt Nam nghèo khổ, dân Việt Nam khổ thế này thế nọ, Việt Nam nghèo, Việt Nam tụt hậu. Cả một cái lũ chống cộng ở hải ngoại, bạn lên mạng xem, từ thằng Trương Quốc Huy rồi cái thằng Sơn Tùng rồi mấy cái thằng Lưu Lương rồi, chàng ơi đi qua làm thuê, làm mướn, làm neo, làm công việc gì người ta làm, ăn dư thừa lụm về nhà, thì sách lên mạng khoe tao đây ở Mỹ sướng lắm. Chàng nó coi đi làm cu ly, dân bản xứ nó cốc đầu, còn tôi con chó. Tôi nói thật đấy, tôi nói thiệt các bạn, dân bản xứ cốc đầu chứ biết khoanh tay dạ thưa. Bởi vì tôi nói mấy cái đám chống cộng cực đoan ô họp ở ngoài, tôi chia sẻ về với quê hương bà con trong nước, tôi thức tỉnh, đừng có tin tụi nó toàn là cái lũ ô họp, chẳng có tổ chức nào chống cộng ở ngoài ra hồn vía gì cả. Quý vị mà muốn có bằng chứng chứng minh tin bắt tôi sẽ cho link. Bây giờ mấy cái diễn đàn đấu trường rồi tụi nó knock tôi out rồi. Dạ vô đó tôi đấu, tôi tranh luận tụi nó chịu sao nổi đó. Rồi bây giờ nó knock mình out chứ, mình đăng bài nó cũng cho, lúc trước mình đăng thoải mái, tại vì nó toàn là nó xuyên tạc, nó dùng Photoshop, nó bài vẽ, nó bài vẽ, nó xảo trá, nó bị bợm không, có thằng nào ra hồn gì đâu. Cái gì thấy ở quê hương đất nước, trong khi đó quê hương đất nước đang yên bình, trong khi đó thế giới
các bạn nhìn xem những cái quốc gia Pakistan lũ lụt thiên tai dân khổ biết bao nhiêu, Mỹ lũ lụt tràn ngập khắp mọi nơi rồi thiên rồi lửa cháy ở Cali rồi những cái vùng ở miền East miền West Middle West rồi nó cháy, nó ngập lụt te tua tơi bời bả lá, dân khổ sở biết bao nhiêu người giống thế. Còn mấy thằng chính trị thì ngồi đó để đi vay nợ, nó vay nợ về dân thì phải gồng mình trả. Các bạn thấy đường chống cộng ô hợp thì nó lên mạng nó ca đội thằng Mỹ trên đầu. Nhiều khi tôi vô mấy cái diễn đàn của một số những người trong nước rồi chẳng biết nước Mỹ là con khỉ gì hết, nó nói tới Mỹ, ô tại sao Việt Nam lại qua Mỹ rồi làm chi, Mỹ cậu thế này thế nọ, không qua Mỹ sao biết Mỹ. Người dân trong nước bây giờ người ta có tiền người ta phải qua Mỹ coi thằng Mỹ là thằng nào vậy, mà thằng khốn nào vậy, nó làm cái gì vậy, cái thằng điếu nào vậy, không qua sao biết. Có nhiều người cùng Mỹ đến một cách điên khùng điên dại, tôi thấy tội cho mấy thành phần nó muôn đời là chỉ là nô lệ, họ đi đến đâu họ cũng chỉ là nô lệ. Ở trong nước thì ngồi đó mơ tưởng ảo quyền, bao nhiêu tên đại gia qua Mỹ rồi giờ ngồi khóc ròng rã. Ở trong nước thì có người hầu kẻ hạ, qua xứ người ta rồi phải đi làm thuê làm mướn, nhục nhã vô cùng. Ngồi trong nước thì mơ ô nước Mỹ đừng nói xấu nước Mỹ nha, tại sao mà người Việt Nam trong nước rồi đụng thấy ai cũng là quan chức trong nước, cho con đi du học đưa nước ngoài rồi ai nó nhìn nó cũng tưởng là quan chức hết. Người dân Việt Nam bây giờ người ta giàu giả mang, nó giàu nứt dách đổ tiền đổ tường. Người dân cái đám mà chống cộng mà cái lũ ô hợp không có cửa, tôi nói chị các bạn đi về với quê hương là nỗi nhục ê chề, cầm được đồng đô la xài được vài tầng văn như vách, về với Mỹ cài má nó nhận ra, ngồi vũa rồi bóp chân rồi nút móng chân rồi đặng mà kiếm được tiền kiếp. Nói thì đụng chạm chứ mà phải nói thì đụng chạm những người mà người ta làm ăn, người ta vì cái cuộc sống mưu sinh của họ, nhưng phải nói thôi à. Tại vì cái lũ chống cộng ô hợp nó toàn là những thành phần mà lao nô bần cùng trong một cái xã hội, lên mạng mà dạy lại cái người mà cộng sản làm thế nào để mà lãnh đạo đất nước, tí má ơi, thằng thì nô lệ ngồi đó đi rửa chén, đi làm nhà hàng, đi làm nail, đi làm những công việc mà dân bản xứ nó không làm, không bắt đầu kiếm được một chút tiền rồi chắc chiêu được làm từ sáng đến chiều tối, bắt đầu lên mạng, trời ơi cộng sản này cộng sản nọ cộng sản đấy kia, không có dân quyền dân chủ tự do ngôn luận thế này thế nọ. Bên Mỹ nói lặng chờ nó bập tay cái bọp bắn cái đùng nằm sải tay ra đo đất rồi về nhà khóc ôm hận, đéo dám nói, chẳng dám nói ai hết. Đấy, nhiều khi sợ nói ra nhục nữa, nói ra những người trong nước mình ta biết đó, nhục chết luôn, bởi vì thứ khôn nhà khôn cách áo ơn, chống mấy chục năm người ta không ra cái quái, lên mạng gặp mấy thằng chống cộng là tôi ứa ra. Mấy người gặp mấy cái đám dân chủ cũ trong nước, những thành phần mà nó cù Mỹ chèn các ơi đi, tôi thấy mà ngồi ớn chờ đậu. Mình thì chỉ là một cái dân gọi là ở tầng trung lưu thôi, mà đi dạy cái người mà người ta dân đại gia trong nước, những cái người mà tuổi trẻ trí thức rồi cách sống làm người dân chủ thế này thế nọ, bà nội cha toàn là cái lũ ô hợp. Thôi mình lại thấy chiếc xe Lexus LS 570 nó chạy trước mặt mình nãy giờ quá cho làm cho mình cũng cảm thấy có cái đề tài để chia sẻ các bạn.
mấy chiếc xe này nhiều lắm, xe này đời mới nè. Ở bên Mỹ mấy ông mà Việt Kiều và người mua được chiếc, các bạn biết về nhà mừng lắm. Về nhà hả, trời ơi, tối ngủ nằm mơ, tới mơ lui, mơ ngủ không được luôn á. Mà trả tiền đau, đau trả tiền trả góp á. Mấy chiếc xe này ở bên Mỹ đóng thuế mắc lắm. Đóng thuế nó gọi là luxury, là thuế Mỹ nó có cái gọi là thuế xe, gọi là xe hạng sang á, thuế luxury. Còn thuế xe mà gọi là chạy bên nó gọi là four wheel á, gọi là bên Việt Nam gọi là chạy hai cầu. Ở bên Việt Nam thuế thì xe nào cũng giống xe nào thôi, còn bên là xe hai cầu đóng nặng lắm, một cầu thì đóng nhẹ hơn. Rồi xe mà có hai cửa mà đóng thuế cũng cao hơn xe bốn cửa nữa. Nó liệt kê nhiều loại lắm. Bảo hiểm cũng vậy đó, nó tìm đủ mọi cách để đặng nó moi đồng tiền của những người mà làm chủ xe hơi, xe ô tô. Mà còn Việt Nam thì mua chiếc xe thì khó, nhưng mà làm chủ thì dễ, không đến nỗi chạy không chạy thì đắp bền lại cất, bảo hiểm cũng rẻ. Và tiền thuế hàng năm cũng nói chung là nó phải nói là giá cả ở mức độ vừa phải, không mắc quá, rất là phù hợp cho đời sống dân trung lưu ở Việt Nam. Người ta có thể có chiếc xe 4 chỗ, 5 chỗ để họ sinh hoạt gia đình. Còn ở Mỹ các bạn biết, làm chủ cái xe Mỹ nó chạy đường dài dữ lắm, nó ăn xăng. Bởi vì mỗi lần mà xăng cộ giật giá mà leo thang là những người mà có xe đó họ ngồi họ méo mặt. Còn Việt Nam xăng cộ mà có bị biến cố ở cái tình hình kinh tế bất ổn á thì họ vẫn đi xe Honda, họ đi xe đạp nữa, chứ không phải đến nỗi như ở Mỹ, ở nước ngoài mà xăng cộ mà nó lên chùng chục phải là dân Mỹ họ rầu. Mỗi lần đổ bình xăng cả 150-200 chứ không hết đâu. Rồi những người mà ta làm tiểu thương đồ, người ta phải sử dụng xe tải rồi xe lớn nó đi á, nó tốn kém nhiều lắm. Thôi mình ngưng ở đây, xin chào quý bà chị các bạn nha. Bye bye.